Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video hướng dẫn Run City. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi đến với lại công thức tiếp theo mà trong series chúng ta sẽ lựa chọn, và cũng là một video hướng dẫn để mà chúng ta đi theo công thức đó luôn nha các bạn. Wow. Và mình vẫn không quên xin chúc các bạn một ngày thật là tốt lành và tràn đầy vui trong cuộc sống. Và xin chân thành cảm ơn các bạn. Rồi, và trước khi bắt đầu video thì các bạn có thấy là chúng ta đang có một cảnh tượng khá là vườn không nhà trống phải không nào? Cũng như là tất cả của mình đang là ba nơi khá là trống rỗng. Và đặc biệt là nơi phương xa, nơi trên không mình đã từ giả việc là sẽ không lai những chú rồng cách năm nữa các bạn, không lai những rồng thiên hà nữa. Chính vì như vậy nên có thể là bắt đầu từ đây chúng ta có thể là tối ưu hóa những cái nơi để mà chúng ta lai rồng. Và chúng ta đang chờ là chờ công thức tiếp theo là gì, và sẽ phải like như thế nào, và cần chú ý những gì, thì chúng ta sẽ bắt đây vào hành động luôn nha các bạn. Thì ở phần mục đầu tiên sẽ là một phân tích, chính là đối tượng tiếp theo chúng ta lựa chọn là ai, ai sẽ là người tiếp theo để chúng ta like rồng, và phù hợp với đội hình mình như thế nào, và công thức like thế nào sẽ là phần thứ hai. Nhưng trước khi chúng ta bước vào hai phần đó thì lại có thêm một phần khác nữa các bạn, đó là phần thông báo. Chứ là sắp tới mình sẽ làm một cái hành trình live, là live về một cái hành trình mới bên nick của chị Tiên Bướm nha các bạn. Và chị Tiên Bướm là ai? Chị Tiên Bướm là một người, phải nói là khách VIP các bạn ạ. Thường xuyên là xuất hiện trong live của chúng ta với vị trí là Cờ Lê, và cũng là nhân vật chính trong chuyến hành trình tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau là đón chờ. Và đặc biệt chị Tiên Bướm với tên gọi là VV thì có một cái quyền lực rất là lớn các bạn. Chính vì như vậy nên chúng ta hãy tập làm quen với việc là chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube cho chị VV nha các bạn. Đấy, giống như mình thì mình đã đăng ký rồi. Đấy, mình làm rất là gọi là nhanh chóng đó các bạn. Thậm chí là mình đăng ký rất là nhiều nick luôn. Và mình sẽ để link của nick kênh của chị VV ở dưới phần bình luận nha các bạn, hoặc là phần mô tả. Quyết định đầu tiên là công thức mới này sẽ liên quan đến chú rồng thời gian. Tại vì sao? Tại vì rồng thời gian hiện tại đang là một yếu tố rất là hot. Khi mà mọi người đã phát hiện ra tỷ lệ like với chú rồng thời gian hiện tại đang rất là dễ để ra những chú rồng lai gành. Mặc dù nếu như mình giả sử các bạn, mình sẽ giả sử với công thức đầu tiên là công thức thời gian like với đất. Mặc dù nếu như các bạn nhìn vào thì chúng ta sẽ không tin dùng công thức này. Chúng ta phán ngay một câu là trời ơi, lai gành thì bạn có lai gành hai con cũng ngon đấy. Nhưng mà lâu la rườm rà nhiều quá các bạn ạ. Không thích hợp để mà chúng ta thực hiện một công thức like. Đó là với công thức bình thường, nhưng đây là hệ tham các bạn. Bằng một cách nào đó tỷ lệ like với hệ tham rất là cao, cho nên chúng ta sẽ không phải lo lắng về điều đó, mà chúng ta phải bắt trend các bạn ạ. Chúng ta phải gọi là đến ngay với những công thức like với hệ tham để mà còn như thế nào đó. Biết đâu mai mốt có bị gọi là fix lại hay là bị gì đó khó mà lường phải không các bạn. Đó là tận dụng thời gian bắt trend, một cái thời gian trend nổi các bạn. Thì lý do đầu tiên chúng ta chọn công thức thời gian như vậy. Và thứ hai là mình chọn thời gian rồi, nhưng mà thời gian like với chú rồng nào để ra được chú rồng mà chúng ta muốn. Thì ở đây chúng ta có thể là chọn hệ đất nè. Tại vì sao? Hệ đất thì chúng ta trước đó đã có một chú rồng sử dụng hệ đất để like Terraformer rồi. Chúng ta chọn hệ lửa, tại vì sao? Trước đó chúng ta cũng đã có chú rồng like để lấy comic rồi. Chúng ta chọn hệ là gió, tại vì sao? Tại vì trước đó chúng ta cũng có những chú rồng để mà like lấy hệ gió rồi. Và chúng ta cũng có thể chọn những hệ khác nếu như chúng ta cảm thấy là ok. Nhưng không phải là một trong ba công thức này là công thức mình lựa chọn các bạn, mà chính là công thức tham với ánh sáng các bạn. Tại vì sao? Thì các bạn hãy nhìn xem tại vì sao nhé các bạn. Ở đây thì nếu như để mà giải thích lý do rõ ràng để mà chúng ta không chọn những công thức kia mà chọn công thức này, thì chúng ta phải đi gọi là mỗi công thức gọi là một ít để chúng ta so sánh các bạn. Như đây thì cho các bạn xem, chính là chúng ta có thể like được mốc 1 là chú rồng này, Clockwork các bạn ạ. Một chú rồng có sự meta các bạn ạ.
trong cái thời điểm mà hệ Lagan chúng ta đã bị khắc chế bởi hệ tham, nhưng hệ thời gian là hệ mới ra còn rất là non trẻ, cho nên những chú rồng có hệ Lagan đầu tiên dường như là đã vào trong meta gọi là đánh đông dẹp tay rất là ghê gớm các bạn ạ. Chưa kể là chúng ta còn có hai hệ rất là cần thiết cho đội hình chúng ta, đó là hệ thép và hệ điện các bạn ạ. Như bạn thấy là trong môi trường hệ điện và trong môi trường hệ thép chúng ta vẫn chưa có những rồng gánh tem nhiều lắm. Đặc biệt là mặc dù hệ thép chúng ta đã có chú rồng Raifu rồi, nhưng Raifu lại là một chú rồng bị khắc bởi hệ thép, nó lại đau lòng như vậy các bạn. Nên nếu như có chú rồng này hỗ trợ thì chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Kể cả là việc hệ ánh sáng của chúng ta mặc dù cũng có rất là nhiều rồi, nhưng Apocalypse và Abyss là những chú rồng cách 5, chúng ta vẫn sẽ là một cái slot nào đó thế chỗ vào cũng không ai nói gì các bạn. Chính vì như vậy nên mình quyết định lựa chọn chú rồng này. Và để thuyết phục các bạn thì chúng ta sẽ quay lại những cái công thức trước, là công thức về đất nha bạn. Đầu tiên mình sẽ đi công thức về đất nè. Đây, công thức về đất thì chú rồng đầu tiên sẽ là chú rồng này nha các bạn. Thì chú rồng này có hệ đất đầu tiên, cũng có hệ Lagan nhưng mà không phải hệ Lagan đầu tiên. Có hệ thép nhưng mà không phải hệ Lagan đầu tiên. Đấy, lại có một cái vấn đề với các bạn. Có hệ lửa, nhưng mà hệ lửa thì cũng giống như là hệ ánh sáng vậy đó. Đấy, chúng ta cũng không có giải quyết được nhiều vấn đề phải không? Cho nên chúng ta sẽ gọi là bỏ qua. Rồi, với rồng tiếp theo là với hệ lửa nha các bạn. Hệ lửa thì như thế nào? Hệ lửa thì chúng ta còn gọi là cái nào đó hơn các bạn. Thì mình sẽ tìm ở phía trên đây. Mình có lửa 5 sao, mình like comic xong là phải trên đây các bạn ạ. Đây, thì đây là chú rồng chúng ta sẽ like nha. Đây nè các bạn. Thì chú rồng này có hệ đất. Đấy, nhưng không phải là hệ Lagan hay là hệ bua đầu tiên. Chú rồng có hệ bua thì có thể là sử dụng trong trường hợp mà các bạn có chú rồng nào đó hoặc là cần thiết cho hệ bua như là Rotus chưa đủ thì các bạn có thể sử dụng chú rồng này. Nhưng bù một cái là phía sau chú rồng này có hệ ánh sáng và hệ lửa. Thì hai hệ này thì thành ra là lại không lợi bằng việc chúng ta có hệ thép phải không các bạn. Đấy, cho nên loại luôn. Còn việc mà chú rồng bên đây thì mình có bao 5 sao rồi. Bạn nào chúng ta gọi là lầm lỡ chưa được 5 sao thì có thể sử dụng công thức này ở mốc 2 nha. Ok, vậy còn công thức gió thì sao? Với công thức gió thì chúng ta có thể like được chú rồng này mốc 1. Và đặc biệt những công thức này chúng ta nên like ở mốc 1 thôi nha các bạn. Mốc 2 và mốc 1 nó tương đối giống là nhau, nhưng mà nó lại bị một cái là thời gian like nó khá là dài. Mặc dù mốc 2 của chú rồng này khá là ngon, các bạn có thể lấy cái đầu tiên là hệ gió nè. Thì là vào ranh gió khá là mực mà, có hệ điện luôn. Wow, có hệ lá luôn. Ok, chú rồng này khá là ngon nè các bạn. Nhưng đáng tiếc là chú rồng này ở mốc 2. Nên mình nghĩ là nếu như mình quay lại với công thức để like này, mình sẽ mở luôn mốc 2 và mốc 1 để mình like chú rồng này các bạn. Tại vì mình thấy là mình ưu tiên chú rồng này nhiều hơn, vì hệ của chú rồng này còn xài được. Ok, nhưng mà tóm gọn lại vẫn không cơ động bằng chú rồng này các bạn. Tại vì chú rồng với gọi là combo hệ ánh sáng này thì chúng ta vừa có hệ Legend đầu tiên là một nè, một cái ưu điểm khá là ngon rồi nè. Bên hệ Legend thì mặc dù chúng ta có nhiều chú rồng gánh tem như là Blood God và chú rồng Raifu rồi, nhưng mà ngẫm lại cũng chỉ có Blood God Raifu thôi, chưa có chú rồng cách chính nào thực sự là mang hệ Legend gọi là phổ biến cao để mà sánh đôi với lại hai anh chàng top đó. Nên hệ Legend đầu tiên vẫn là ok nha các bạn. Và hệ thép thì cũng giúp đỡ chúng ta rất là nhiều như mình đã phân tích. Và kể cả là về đây các bạn, về hệ điện cũng rất ok. Vì ra này điện ta phải để cho chú rồng cách 5 là Super Sonic gánh còng lưng các bạn. Và kể cả là hệ ánh sáng cũng phân tích rồi. Nên mình sẽ lựa chọn công thức này nha. Ok, vậy thì chúng ta có thể là nhìn vào profile của mình một lần nữa để có thể là đưa ra những cái là suy luận như vậy. Mình thì biết profile của mình rồi nên mình có được những suy luận như vậy. Còn các bạn sẽ nhìn vào profile của các bạn xem các bạn nên chọn là hệ nào tiếp theo để like nha. Nhưng lưu ý là hãy bắt trend của chú rồng tham nha. Ta sẽ chỉ cần bỏ thêm tim vàng vào thôi nha các bạn, không cần đứng sau nữa các bạn. Đứng sau làm gì cho mệt quá các bạn, đứng sau làm gì cho gọi là đấy, bên đây mình gắn gọi là tới tận là 9 tim vàng luôn các bạn ạ. Gắn dậy cho nó sung. Bây giờ thì chắc là chúng ta đâu đó cần khoảng tầm là 6 tim hoặc là 7 tim cho cả hai thôi. Bên đây mình sẽ gắn 3 tim trước nha. Đây là một chú rồng thời gian thì mình sẽ đặt tên cho chú rồng này là bé tham 1 nha các bạn. Đây, thực ra bé thời gian, bé tham 1. Bây giờ tham 1 rồi thì mình nên tham 2 đi. Bé tham 2 đi. Mình sẽ nâng lên level 30 luôn nha các bạn. Ok, level 30. Rồi, và mình sẽ đặt tên cho gọi là một bé gọi là thuộc hệ ánh sáng các bạn. Mình sẽ tìm trên đây chứ mà tìm kia sợ không thấy các bạn. Ánh sáng. Ok, và ánh sáng thì không biết phải là run gọi là đẳng cấp C không. Đây.
Thì sáng này chúng ta gọi là chưa đặt bơ này. Mình sẽ cho đây là bé ánh sáng 1 nha các bạn. Đấy. Wow, được luôn, nice sư. Mình sẽ đặt vào là 3 bơ để xem nha, xem là được chưa nha. Ok, mỗi bên là 3 bơ nha các bạn. Để xem ta vào ta gọi là like được chưa nha các bạn. Ta sẽ tìm là bé tham 2 và đây thì sẽ là bé ánh sáng 1 nha các bạn. Ok, và 33 là chúng ta vẫn chưa có đủ nha các bạn. Thế thì mình sẽ tiếp tục là search team. Thì đây mình nghĩ là ta thử thêm một team nữa nha. Xem là 4 và 3 thì nó sẽ như thế nào. Ok, 4 nè. Thực ra thì để mình xem cái mốc là chúng ta có thể like được là mốc tối thiểu ít nhất là bao nhiêu thôi. Chứ thực ra lúc mình like thì chúng ta nên là có một cái vài điều khác các bạn ạ. Ok, như là lên được chưa nhỉ? Rồi ôi, đâu đó sẽ ở tầm chỗ này các bạn. Đây. Ok nha. Vậy thì công thức tối thiểu để like chú rồng này là chú rồng Clockwork này thì chúng ta sẽ cần phải có 7 team vàng, một bên 4, một bên 3. Chúng ta sẽ cứ like như bình thường các bạn, cứ lấy tham like với gọi là ánh sáng, chúng ta test luôn với cái mức độ này. Xôi ôi, phát đầu tiên ra 32 tiếng là hụt rồi đấy các bạn. Xôi ôi, các bạn trong điểm clan thì chúng ta gọi là đang ở vị trí gọi là dưới đáy clan đây các bạn. Giờ mình sẽ gọi là từ dưới đáy clan mình leo lên đây. Clan mình trong đợt này không biết sao mà leo khá là hăng các bạn, lên được top 8 của thế giới rồi. Uầy, mình sẽ cho lên là top 7 luôn. Trời ơi. Thì mình sẽ thử phát thứ hai nha. Phát thứ hai mà không thành công thì chúng ta sẽ là tiếp tục tăng lên. Trời ơi, không thành công các bạn. Đấy. Thì đây chính là cái lưu ý tiếp theo của mình. Đó là mặc dù các bạn like ở mốc 1 nhưng các bạn nên để cho cái gọi là cái mốc like này nó gần chạm tới mốc 2 nhưng chưa mở khóa mốc 2. Mình vẫn biết mốc 2 là chú rồng Milky Way. Nhiều bạn sẽ gọi là chúng ta gọi là cho rằng chú rồng Milky Way nói chung là ngon thì ngon. Nhưng mà từ cái đợt mà Milky Way vào trong tầm ngắm của chú rồng Chao và những hệ sau đó thì chúng ta cũng gọi là thời gian này, ánh sáng nè và bóng tối thì kiểu như là chúng ta không có quá là cấp thiết trong cái đội hình của mình. Kể cả hệ Primal thì mình đã có những thủ lĩnh clan là đắc lực rồi. Nên dường như là mình cũng không cần thiết phải lấy Milky Way các bạn, nên mình sẽ tối ưu hóa mốc 1 để mình lấy thật là nhanh chú rồng mốc 1 này nha. Biết đâu trong cái khoảng thời gian sau đó mình sẽ có một chú rồng nào khác sao. Cái bây giờ mình sẽ tối ưu hóa bằng việc mình tăng thêm cái gọi là team vàng cho chú rồng tham nha. Thì chú rồng tham của mình là tham 1 đã có là mình để full 9 team vàng rồi nha. Mình sẽ để chú rồng này vào. Đấy, 9 team vàng thì chúng ta được lên tới đây các bạn. Thì đây mình sẽ thử coi 9 team vàng nó có khác bọt là bao nhiêu không. Bên đây vẫn là 3 team vàng nha các bạn. Ok. Rồi ôi. Đấy, nó có khác nhưng mà vẫn chưa ra gọi là chú rồng chúng ta cần các bạn. Mà ở cái móc này chúng ta vẫn xem quảng cáo được các bạn. Wow, thật là thần kỳ các bạn. Ở cái móc của là VR này thì chúng ta vẫn được xem quảng cáo. Đấy, nhiều bạn chắc chúng ta sẽ khá là vui. Vì ngoại trừ cái móc gọi là chú rồng Epic, hình như là chú rồng Epic vừa nãy ra chúng ta không xem quảng cáo được. Thì móc này chúng ta vẫn xem được. Không biết những móc khác thì chúng ta có xem được hay không. Nhưng mà xem được là vui rồi. Bởi vì chúng ta cũng có là xem quảng cáo 12 tiếng để mà có thể là tối ưu hóa vào. Thì nó sẽ là một cái phần nào đó để mà giúp ích cho chúng ta hơn phải không các bạn. Đấy. Nhưng mình cảm thấy là mình nên wow. Mình nên là cho chú rồng kia tăng thêm gọi là bơ các bạn ạ. Cảm thấy là nhiều đó là chưa có ăn nhầm nhò gì. Ok, và chú rồng này có thể gắn được full tối đa là 7 bơ. Mình sẽ gọi là gắn cho chú rồng này là không biết tối đa 7 bơ có bị vượt lố không. Tạm thời 5 bơ trước nha. Để xem nhiều khi là sẽ không có bị vượt lố đâu. Ok, 5 bơ nè. Ok, và mình sẽ gắn luôn là 7 bơ nha. Thì trường hợp lố chắc là chúng ta cần phải nâng sao để mà mở cái móc 2 rồi đó các bạn. 7 bơ thì nói chung là các bạn chúng ta cũng không cần lo lắng. Vì like xong rồi chúng ta có thể là bán để lấy lại bơ mà. Chúng ta cứ có nhiều bơ, chúng ta cứ thoải mái đi, xả láng đi. Đấy, là phiên bản không cần nâng sao nha. Vô, đẩy gần chạm móc này các bạn. Thì chúng ta sẽ like nè. Đẩy ra luôn các bạn. Trời ơi, hướng dẫn gọi là like quá là tận tâm tận tình không các bạn. Quá là kỹ càng rõ ràng luôn. Trời ơi, đây là chú rồng gọi là Clockwork Dragon đầu tiên của mình nha. Lần mình làm video hướng dẫn này thì như là cũng gọi là hơi xả láng các bạn. Vô phát thứ hai nè. Trời ơi, hai phát liên tục các bạn.
Lời đồn quả không sai phải không các bạn? Hai phát liên tục. Đấy các bạn đâu cần phải nâng sao chứ mệt đâu. Nhiều khi ở những rồng Terraformer rồi comic các bạn nâng sao, ui anh ơi mệt quá, nâng sao cũng làm em mệt mỏi. Thế thì bây giờ các bạn cứ gắn tim vàng vào các bạn like thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý phải like cho mình comic nha, comic ngon lắm á. Ok, rồi tiếp tục phát thứ ba nè. Trời ơi, phát này mà ra nữa là thôi rồi, hết trời ơi các bạn. Trời ơi, mình kiếm đâu ra game mà xài gọi là phung phí các bạn ha. Gọi là game mà trong cái series mà. Thôi không sao, đây là một trong những cái gọi là video đầu tiên về cái định hướng live mới chúng ta sau một khoảng thời gian dài. Cho nên mình cũng ráng cố gắng được phần nào hay phần đó các bạn. Đây, tôi đi lên từ dưới đáy gọi là clan đấy các bạn. Rồi xong bạn tài đức. Rồi xong rồi bạn tài đức là sắp vào sổ đen ngồi đó các bạn ạ. Ô, clan mình đã lên được là top 7 rồi nè. Trời ơi, phải lên top 6 thôi. Phải lên top 6 thôi các bạn ạ. Nhiều đây game có nhầm gì lỡ rồi các bạn. Lỡ rồi, trời ơi, lại là Epic. Thôi xong, có hai phát huy hoàng là đằng sau đó là còn cái nịt các bạn ơi. Trời ơi, 10 game nha. Nói chung việc skip game này nó cũng khá là ổn áp, không có quá là nặng nề nha các bạn. Vô, trời ơi, 10 tiếng các bạn ạ. Ok, thì không biết mình lên top 6 chưa, lên rồi. Thì ok, chung lên được top 6 rồi nha. Còn một lượng game gọi là cuối thì mình sẽ gọi là view cho bạn luôn về chút rồng này luôn nha các bạn. Để chút rồng này có đáp ứng được những cái nhu cầu chúng ta thực sự có đáp ứng được hay không nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ đặt cho chút rồng này ra. Trời ơi. Rồi, nếu mà được mình sẽ làm một cái video khác khi mà chút rồng này ta có được một cái thành tựu nào đó. Thì trước sau thì chúng ta cũng sẽ biết đến chút rồng này các bạn. Wow, chút rồng này mới vô gãy khá là ghê đấy. Gầm gừ chứ gừ khá là ghê đấy. Ok, lên nào. Trời ơi. Chắc mình cho lên level 30 trước nha các bạn. Cứ là 30 trước đi, mai mốt có gì lên sao nhiều rồi cho lên level 40 nha. Trời ơi, thôi cho lên level 35 đi. 35 vô đó gọi là đánh đỡ bị bần ngỡ các bạn. Ok. Trước sau diện 40 cho lên 40 đi. 40 đi. 40 luôn nha các bạn. Trời ơi, hoành tráng. Ta nói làm lỡ hoành tráng các bạn ạ. Ok, 40 luôn nha. Wow, cái skill chưa cho anh nhìn đó hơi là thấp nha các bạn. Trời ơi, đặt là tên là gì nhỉ? Mình để cho các bạn chúng ta gọi là bình luận bên dưới nha. Tên nào mà nó gọi là hợp lý, nó ngắn, nó đạt được và nó hay và được nhiều bạn ta lựa chọn thì mình sẽ lấy tên đó nha. Các bạn đừng ngừng ngại những cái tên hay như là time lock, thời gian, deadline, rồi có một tên tiếng Việt đi ha. Gọi là cầu máy reset. Trời, mấy cái tên mà dài vậy đặt không được đâu các bạn. Ok, và quay cho anh skill lên mà không có legend spell các bạn ạ. Dễ gì có legend spell được các bạn. Legend spell cộng nha, 2k6 lần đó là dễ gì. Đây thì legend spell này hình như là 2k4 rồi. Đòi 2k6. Đấy các bạn, 2k4 là mạnh rồi đó. Một cái rồng cấp 9 mà like được là còn ghê hơn những rồng mà trước kia mình like ngoại trừ commit ra rồi đó các bạn. Skill này thì chắc là tầm 1k3. Skill này cũng vậy. Xem phải không. Rồi ơi, để xem nè. Ôi, skill này là còn thấp hơn 1k3 các bạn. Skill Tesla Ray. Và skill này thì là 1k8 nhé. 1k8 các bạn ạ. Skill này mình nhớ là 1k8 đấy. Ta sẽ xem lại về bộ skill nè. 6k650 mà lên 100% thì chắc cũng tầm 1k3, 1k4 gì đấy. Rồi đâu đó tầm kia các bạn. Rồi 107 nè. 107 chiêu này cao hơn. 107 là cao gấp đôi là tầm 1k3. Chiêu này 84 là chưa đầy, đó là 1k2. Thật 1k1 đấy. Ok, nhưng mà có skill này là ngon rồi. Là ngon rồi các bạn. Và có thêm skill này là bù đắp rồi. Đòi gì nữa các bạn, quá ngon rồi. Và ta sẽ xem phải cách chính luôn nha. Xem gọi là nhiều khi cái quả mà gọi là cách mấy nữa là khổ luôn. Cách chính nha các bạn. Ok, nice, number one luôn. Đấy, đấy, rồi ôi, ok. Quá tuyệt vời các bạn. Giờ vô xem gọi là hiệu ứng đánh gọi là slow motion các bạn. Ủa khoan, hay da, nhanh tay lẹ mắt rồi. Lại một pha nhanh tay lẹ mắt rồi. Lanh chanh rồi. Lanh con nhà bà chanh rồi. Trời ơi. Trời không sao các bạn ạ. Để song hỏa chúng ta hấp thụ sức mạnh đi. Này thì có chăng quên đèn. Không được quên song hỏa đâu các bạn. Phải like song hỏa trước nha. Rồi like chú rồng nào tiếp theo like. Phải có song hỏa đầu tiên nè. Ok, chắc là chú rồng sông hỏa cố tình đấy các bạn, không phải mình đâu, rồng sông hỏa cố tình đấy.
bảo là dù sau này gọi là nhà ngươi có la chỗ rồng nào thì cũng đừng quên ta là mạnh nhất. Trời ơi, biết rồi, nói mãi. Trời ơi. Rồi ta sẽ qua bên gọi là hệ Legend nha. Nó sẽ tìm đến hàng 40. Chắc là khá là xuống sâu đấy. Tương lai sẽ lên các bạn, tương lai mà năm sau là ăn ăn đất cái luôn. Ăn luôn hơn Luffy luôn. Rồi hơn Nanh Trắng luôn. Mắt Nai vẫn hơn Mắt Nai luôn các bạn. Hoặc là Song Thủy thì tương lai Song Thủy lên năm sau thì thôi chịu. Hoặc là hơn cụ vị Hồ Ly luôn. Rồi Tử Thần Bóng Tối mà gọi là cứ vậy là hơn Tử Thần Bóng Tối luôn. Đấy là vươn lên từ đáy Run City là phải như vậy các bạn. Đấy là tạm thời là như vậy thôi. Nếu như gọi là có khả thi không thì vẫn sẽ có khả thi một vé lên level 70 được nha các bạn. Vì theo cái sự phân tích của mình là như vậy. Trừ trường hợp là chúng ta có thêm nhiều cái rồng mới quá mạnh quá mà chúng ta cần phải gọi là đầu tư rồng đó thì có thể tấm vé sẽ lùi lại quay đánh ghê vậy. Xem lại nha các bạn, một cái chúng ta phun cái gọi là sức mạnh thời gian ra đấy. Trời ơi quá ghê gớm, chẳng lẽ chúng ta không đánh bại được cái rồng bên kia. Sức mạnh thời gian năng lượng của điện, trời ơi lượng điện đẹp như trong Winnie các bạn. Wow, đã lúc lui về rồi đấy. Ai đánh em là ai đánh em của tôi. Xong rồi ăn cám rồi các bạn ạ. À. Đấy, trời ơi 199 ca máu bên kia, các bạn biết sao bên kia cười các bạn. Tại vì mình thì không biết đời nào mới gây được 60k cho Nanh Băng, nhưng mà Nanh Băng vì đánh mình mà mất đi 60k. Bên kia không cười mới lạ các bạn. Bên kia cười mà kha kha luôn các bạn. Không sao, giờ chúng ta làm một pha không biết được không cho gọi là nhân vật chính. Chúng ta một pha highlight các bạn ạ. À. Trời ơi rồi, ok. Đấy, dấu hiệu highlight các bạn. Đấy, dấu hiệu highlight đến rồi. Vô luôn. Ok, rồi, highlight này. Xôi ơi, 2 điểm. Ngon. Trời ơi, ngon luôn. Hai cân hai đều quy chương. Ok, và có lẽ thì chúng ta cũng đã gọi là ôi ôi thành ra chúng ta đã lên một cái quest mới rồi. Và có lẽ video của mình sẽ kết thúc tại đây các bạn. Các bạn đừng quên là ủng hộ mình bằng cách là chúng ta hãy đăng ký kênh cho chị Vi nha các bạn. Đó, rất là quyền lực luôn. Chị Thiên Bướm đó các bạn. Hôm qua mới gọi là cổ vũ một cái mà đã lên được 30 người đăng ký rồi. Có một video mình tương lai để rủ chị làm video liên quan đến là Rain City các bạn. Video short cũng được, ngắn cũng được. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn, các em chia sẻ cho thầy đi.